Đây là mèo Min, và mai mình sẽ cho bé tập tăng bằng một tờ giấy, một tờ phong bì. Min ạ. Đây, đặt nhẹ nhàng đầu bé. Không dễ đâu nhé. Đây là em mèo Min. Tại vì các bé mèo, các bé có cái đôi tai dựng nên là để mà giữ thăng bằng được mọi thứ mà to hơn đôi tai thì nó sẽ khó hơn. Đấy. Giữ thăng bằng cho lưng. Ồ, được rồi bạn này. Chắc là còn mấy giây. Đây bạn mặc cái váy màu, cái áo màu nâu này nhìn cũng khá là xinh này. Xinh cực kỳ luôn ấy. Đấy. Các bạn xem video trên kênh Kỹ thuật mèo VN mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé, ủng hộ mèo Min.